ấy, những cái sản phẩm mà mình ăn thì được chế biến một cách rất là bài bản. Thì với những món ăn được sử dụng trải nghiệm ở đây, bên cạnh những cái dòng suối ở trong một cái khung cảnh rất là hữu tình nên thơ như thế này, thì sẽ chắc chắn là đem lại một cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt, rất là khác so với những nơi khác.